Thanh Hương xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại photoshoot của anh Thiện Lê để chuẩn bị cho bộ sưu tập năm 2014. Thiện Thanh Hương được biết là bây giờ là mình đang có một cái buổi photoshoot cho cuốn lookbook, làm như là một cuốn sách mà có bộ sưu tập về collection năm sau của anh. Xin anh nói thêm. Cái cuốn sách để cho mấy cái mẫu cho mùa xuân hè năm 2014. Tại cuốn sách khi mà cần chụp xong thì mình in ra xong gửi cho khách. Thì mình gửi đi cho mấy cái nhà báo hay là mấy cái đài TV để người ta coi. Như vậy là cuốn lookbook giống như là một cuốn catalog nhưng mà nó hơi high end một chút xíu, tại vì trong đây nó là những cái mẫu của chỉ có riêng anh là nhà thiết kế cho năm sau mà thôi, phải không? Thì trong cái cuốn lookbook năm 2014 này thì anh định sẽ có khoảng bao nhiêu mẫu quần áo? Tổng cộng cũng như 157 mẫu. Thì những cái bộ mà quần áo ở trang phục này là cho mùa xuân và mùa hè năm 2014 là năm sau. Thì ở trong đây thì thí dụ như cái cuốn lookbook này thì người ta có thể tìm ở đâu, hoặc là anh sẽ phân phối cho những đại lý nào hay như sao? Thường thường là mình không có mấy cái đại lý, nhưng mà bây giờ mình không có bán hàng nữa cho nên mình gửi cho khách riêng. Thì thường Thanh Hương được biết là nhiều khi họ chưa chắc họ tự chọn sách quần áo cho họ, mà họ có người phụ tá riêng để mà chọn những bộ quần áo cho họ nữa. Thì anh Thiện Lê, thì dĩ nhiên cái giá của nó hơi cao so với Thanh Hương. Bây giờ anh có thể nói là cái giá nó range từ khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu? Tùy theo loại thôi, có nhiều khi một cái áo thì cũng từ 300 đồng. 300 ngàn được không? Cũng có nữa. Wow, ok, như vậy bây giờ mình xin mời anh có thể đi giới thiệu sơ qua một vài bộ quần áo của anh năm sau. Vâng, thưa quý vị, thì đứng bên phải của Thanh Hương đây là bộ sưu tập cho năm sau. Thì thưa anh Thiện Lê, để giúp cho chúng ta có thể chuẩn bị cho mùa hè năm sau để mà chọn quần áo nào mặc cho hợp thời, thì xin anh nói thêm là chú trọng những cái loại vải nào hay là cái kiểu cách nào mà chúng ta có thể chọn cho mùa hè năm sau. Cái bộ sưu tập của Thiện thì mùa hè năm sau cái vải rất là mỏng và như là silk chiffon và silk chemise, như cái áo sơ mi vậy này. Và có nhiều, rất là nhiều detail like piping và rất là nhiều màu nữa. Khoan, xin anh Thiện chờ một chút xíu, có thể cầm lại cái áo này cho Thanh Hương xem. Khi mà anh nói cái silk chiffon này là một loại tơ tằm rất là mịn, thưa quý vị, thì chúng ta có thể thấy được tại sao một cái áo này khoảng bao nhiêu, thưa anh Thiện? Cái áo này khoảng chừng 700 đồng. Một cái áo mà nhìn rất là đơn giản nhưng mà có giá là 700 đồng đó, thưa quý vị. Thì khi mà chúng ta nhìn kỹ lại, khi mà chọn quần áo thì chúng ta sẽ thấy là những cái chi tiết nhỏ không thể nào bỏ qua được, thành ra là nó mới có một cái giá như vậy. Đó, vâng, thưa quý vị, thì khi chúng ta mặc vào thì sẽ rất là mát. Như cái áo này là gọi là color blocking á, như là hai màu khác nhau mình trộn vô cho nên nó tươi lên. Và còn một cái điểm nữa, xin lỗi anh Thiện Lê, là Thanh Hương thấy là kỳ trước khi mà phỏng vấn anh đã nói sơ qua là nhiều khi cái vải bên ngoài nó không có mắc bằng cái vải bên trong. Đúng rồi, như là cái vải này á, bên ngoài này á, thì mình á cũng không bao nhiêu tiền hết, nhưng mà mình cái vải lót ở trong á là cũng là như lụa mà bằng printed, cái vải là mắc hơn bên ngoài. Thành ra những cái bộ đồ mắc tiền là không chỉ có đẹp bên ngoài nhưng mà cái phía trong nữa nhiều khi nó lại đẹp hơn và nó lại sang hơn là cái bên phía ngoài. Đúng rồi, như là một cái áo này. Cái vải và cái vải ngoài thì cũng tương đương như là cái áo trong, nhưng mà cái thường thường mấy người thực tế thì dùng cái vải này cho ngoài, mình dùng để trong cho lót trong. Hiểu không?
Đúng vậy, thì thành nên quý vị khi mà chúng ta nhiều khi chúng ta thắc mắc tại sao một cái áo họ lại làm cái vải mà đẹp ở phía trong này, anh Thiện Lê, tại sao, có lý do không? Mà người mình mà người mình khách mà mặc anh vô, người ta biết không, người ta mặc một đồ rất là cái thủ công của nó và cái chất lượng vải nữa và cái giá trị của bộ đồ họ đang mặc, phải không anh Thiện Lê? Như vậy cái áo này là khoảng bao nhiêu tiền? Cái áo này cũng 2.000. 2.000 tiền Canada. Như vậy khi mà một người sở hữu một cái áo này, thì nhiên là họ phải kết hợp với những cái củng hay là cái áo trong, thì thường anh chọn như thế nào để cho họ có một bộ đồ kết hợp đẹp? Thường cái mùa này thì mình kết hợp chứ là cái quần ngắn khoảng chừng tới cái ankle thôi, cho nó mát tới mùa hè mà. Cái váy thì chuẩn very traditional rồi, nên mình đổi một xíu nữa cho ta mặc khác nhau. Vâng, anh Thiện, hồi nãy lúc mà Thanh Hương xem các cô người mẫu chụp hình thì Thanh Hương thấy có một vài bộ đồ mà nó hơi giống như kiểu Việt Nam, thì xin anh nói thêm tại sao vậy? Đúng rồi, năm nay mình có lấy một cái nét của Việt Nam để mình incorporate cho cái bộ cái sưu tập mới của Thiện, như là cái áo bà bà. Nhưng mà mình may theo một kiểu tay một chút lai thôi. Mình làm theo một khác đó mà bà. Cái áo bà ba này thì nó hơi ngộ, thì Thanh Hương không biết cái áo bà ba này mình phải mặc như thế nào cho nó đúng kiểu như vậy anh Thiện. Tức là cái quần giống như vậy, cái quần này nó cũng hơi có cái nét như là áo dài vậy, phải không anh Thiện? Nhưng mà Thanh Hương thấy là hình như cái kiểu mới là họ có một cái lớp vải nữa, hay là cái xếp vải để cho nó hở ra như vậy, nhưng mà lúc mà mặc thì nó sẽ che lại thì nó xòe ra. Thưa anh Thiện Lê, là một nhà thiết kế thời trang thì tất cả những cái bộ mà đồ mà được may ra, cái đó là do sáng kiến của anh hay là anh có những ai giúp anh design hay không? Sáng kiến của Thiện, nhưng mà cũng có một số người giúp cho mình put it together for it. Thì mình không có thể nào ngồi may hết mấy cái áo này được. Mình nghĩ xong mình cắt cái tự đó, cắt ra, cắt từ cái idea tới cái giấy, mẫu giấy xong rồi cái muslin này, cái test, mình thử cái này cho một loại giấy khác nữa, nếu mình approve rồi thì họ sẽ make cái mẫu cho mình. Thì thường tất cả những cái thương hiệu mà thời trang thì thường chúng ta thấy là có những mặt hàng cao cấp, những mặt hàng mà độc nhất vô nhị, và những mặt hàng cái giá nó chỉ phù hợp với một số người nào đó thôi. Thì làm sao mà mình có thể phân biệt được cái loại hàng nào mà là hàng cao cấp và cái hàng nào là cho hàng mà may cho người chung? Hàng nào thì nghĩ cũng vậy thôi, cao cấp hay là low end and high end, không phải là có thể phân biệt được. Mình có thể phân biệt cái thủ công của người ta thôi, ăn thua là cái cá tính của người phụ nữ, cái tự tin của người phụ nữ thôi, chứ không phải là độ mắt ta đẹp. Vâng, thì ngày xưa thì lúc mà Thanh Hương có nói chuyện với anh Thiện rồi, thì anh Thiện có nhắc qua là đa số những cái mặt hàng mà độc nhất vô nhị của anh thì chỉ may riêng cho một khách hàng riêng mà thôi. Thì bây giờ anh vẫn còn có những mặt hàng như vậy, phải không? Vâng, ok, thì bây giờ đứng phía sau chúng ta là cái bộ mà đồ dạ hội. Thì xin anh có thể cho quý vị xem một vài bộ mà anh ưng ý nhất. Vâng, thì trong tay anh Thiện bây giờ đang cầm là một cái bộ đầm mà thì Thanh Hương thấy có ảnh hưởng của những thập niên 30-40, phải không anh? Đúng rồi, các bộ đầm thì thời kỳ đó thì nhiều người phụ nữ đó, mặc áo cũng có tay dài, cũng nó dài nữa, nhưng không phải làm hở nhiều là sexy. Cái mặt mà che lại, không, cái cá tính của người phụ nữ có thể làm cái áo rất là đẹp, và cái confidence của họ có thể làm cho cái áo nổi lên nữa. Và khi mà mua đúng cái loại, nếu mình hiểu biết mình là ai, bản thân của mình là ai á, thì mình lựa cái áo đó vừa cái bản thân mình á, thì cái áo mình mặc áo đó không phải, cái áo đó không phải là mặc mình, thì mới làm được cái áo đẹp hơn. Mua cái áo mắc tiền hay là hiệu rất là lớn thì có thể làm mình đẹp hơn. Cái như người thường thấy không, mặc rất là hở nhiều tưởng nó gọi là sexy, nhưng mà phải hở đó, hở nhiều không phải sexy. Vâng, thì Thanh Hương thấy là cái nền vải của cái bộ đầu này là anh Thiện chọn là nó hơi có cái sự ống, cái nền ống là hơi shiny một chút xíu, và nó rất là flowy, là nó đơn giản nữa, cái kiểu cắt rất đơn giản mà kiểu thổ điển một chút, không có như là như mấy thời này, đúng không, kết hộp nhiều nữa, không cái dùng cái loại giả này được rồi, đã được rồi, không cần phải kết thêm nữa mà là cho nó sang trọng, không cần.
thành ra một cái áo tuy nó đơn giản mà mặc lên nó rất là sang trọng, phải không anh Thiện Lê? Thì cũng cảm ơn anh Thiện Lê đã dành thời gian để cho chúng tôi đến đây có mặt trong buổi photoshoot. Thì Thanh Hương biết là cái buổi photoshoot là ngày đầu tiên, thì anh rất là bận rộn, nãy giờ chạy tới chạy lui xem các cô người mẫu chụp hình có được hay không. Thì để chuẩn bị cho một buổi photoshoot như vậy thì cái team của anh đã tốn bao nhiêu thời gian và định bao nhiêu thời gian sẽ hoàn thành? Không, tốn thời gian thì không có tốn nhiều, tự mình cái team của mình cũng làm nhiều lần rồi cho nên cũng có kinh nghiệm rồi, cho nên thời gian thường bao nhiêu hết. Một lần nữa cảm ơn anh Thiện Lê đã đến với Khán Khả và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.